Here we go. Chúng mình sẽ tập thể dục một xíu nhảy. Let's do exercise in the morning. Stand up. Stand, 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 stand. Mình phải đứng dậy tập thể dục nào. Stand up. Let's all stretch together. And touch the sky, touch the sky, touch the sky. Let's stand up and touch the sky and dance together. Let's bend down and touch your toes. Touch your toes, touch your toes. Let's lay down and touch our toes and dance together. Let's all do some jumping jacks, jumping jacks, jumping jacks. Let's all do some jumping jacks and dance together. Xong là để đi chơi. Còn mình tập thể dục xong là để học bài. Ok. Alright. Chúng mình có thêm bạn Hải Đăng. Good morning, morning. Morning Hải Đăng. Hello, good morning Hải Đăng. Hello. Good morning teacher. Ok. Sẵn chưa? Học bài nhỉ? Here we go, here we go, here we go. Ok, hôm nay chúng mình học bài này nhỉ? Colors. Đây. This is my... Bài này học chưa hả Thảo Nhi? Bài này bà chiều nay con mới hoàn thành. Dạ. Không sao. Thế bây giờ thử nào. Thử là mình cầm cái gì đấy lên và nói this is my. Tưởng tượng chứ. Cầm lên tưởng tượng đang cầm cái thước kẻ chứ. This is my. This is my. Phải để cho nghe. My ruler. This is my. This is my pens. Okay. This is my eraser. This is my book. Okay. Ngọc Thắng. My ruler. Đúng rồi đó. Nói to lên nào. Nói to lên, to lên nào. Yeah.
nhiều mẹ không biết hôm nay học, cô nhắc là học hôm nay, tuần này học 3 năm 7 mà. Ok, mình kiểm tra bài cũ thôi, ôn bài cũ thôi, trong khi đợi các bạn vào nhé. Thảo Nhi đi, Ngọc Thắng buổi hôm trước không học nè. Thảo Nhi đi, Thảo Nhi con dơ một vài vật lên con. Ok. Ok, this is. This is my pen. Good job. What else? Gì nữa? Rồi mấy cái liền chứ. Kiểu cho các bạn xem đây là tớ chứ, đây là cái gì của tớ? This is my. This is my pencil. Good job. What else? What else? What else? Gì nữa không nhỉ? What else? Còn nữa không? This is my eraser. Very good. This is my eraser. Good. What else? Next. Tiếp nào. This is my. This is my. Ruler, very good. Okay, thank you. Thảo Nhi giỏi quá này. Mẹ kiên quên mất. Okay, rồi nhường cho các bạn khác. Ngọc Thắng nào. Mẹ con quên đi, đừng con quên đâu. Yeah, con nhắc mẹ. Bây giờ mẹ con nhớ. Con giơ cái thước kẻ lên. Con nói là this is my ruler. Ruler. Ok, còn gì nữa không? Đó, cái đó đều có nhé. What else? This is my pencil. Ok, con nói cả câu cho cô nào. This is my pencil. Good job. Còn gì nữa không? Một đồ nữa. Một thứ nữa thôi. Xong đến lượt Chí Kiên nhé. Chí Kiên chọn 3 đồ đi, 3-4 đồ đi. Yeah. Ngọc Thắng say, my what? This is my cat. Cat đâu? Cái con đang cầm cơ mà. Keo dính mà đúng không? Glue. Ừ, dán đây. Glue. Okay, this is my glue. All right, thank you. Ngọc Thắng giỏi quá nè. Buổi trước không học mà vẫn biết nói nè. Good job. Thank you, Ngọc Thắng. Chí Kiên, let's go. Xong đến Hải Đăng nhá. Hải Đăng quay ngược cái điện thoại lại con. Chí Kiên say, This is my backpack. Very good. Next. Good job. Next. Cái tiếp theo nào. This is my pencil. Oh. Very good. And? There we go. Xong chưa? Chị Kim xong chưa? Một đồ vật nữa à? Nốt nào chị Kiên. This is my pancake. Very good. Thank you. Okay. Hải Đăng, let's go. Now your turn. This is my book. This is my book. Book. Next. Hai đồ nữa nào. Show me two things more. This is my notebook. Your book. What else? Gì nữa? Book. What else? It's pen. Okay, this is my
my của tớ, my pen. Okay. Thank you. All right. Here we go. Chúng mình học bài mới nhé. Today we're gonna learn about the colors and how to mix color to make another color too. Okay. Nay chúng mình sẽ học cái bảng màu này. Sau đấy chúng mình con cho bông vào học số bây giờ đi. Con học đi. Trộn các qua màu. Là một blue. Hôm qua là một blue có nghĩa em là có nghĩa là màu nhạt, còn bây giờ màu kia sẽ màu đấy là màu đậm. What? Đâu? Ôi trời ơi, quá. Chúng nghe, chúng mình nghe đã nè. Page 8. Lesson 4. Colors. B. Listen, point, and say. 1. Green. Three. Orange. Four. Pink. Five. Gray. Six. Brown. Okay, everybody. Here, let's say green. 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 Okay. Purple. 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 Okay. Very good. Orange. 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 Okay. Pink. Pink. Uh-huh. Gray. 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 Okay. Brown. Brown, brown. Okay. Good morning, Khải Minh. Say again. Quý các bạn nghe bên vô có bị ồn không? Đến rồi. Không, qua không dám được chỉ. Còn ơi, bây giờ có mất 20%. Brown. Okay, let's say everybody. Brown, brown. Brown, 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 gray, 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 next. Orange. 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 Very good. Next. Pink. 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 Right. Next. Pink. Purple. 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 Okay. Next. Why? Why? Gray. Why? No, no, it's not white. Gray. Gray. Why? A gray. Why? Gray. Nghe Khải Minh đọc như white á, con ạ. Gray. 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 B. Brown. Brown. Gray. Gray. Purple. 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 Đọc to nhé. C. Purple. C. Purple. D. Purple. D. Pink. D. Pink. D. Pink. Orange. 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 Okay. F. Green. F. Green. Okay. Green. Màu sắc. Purple. Purple. What letter is purple? What letter is purple? What letter? Chữ cái nào nhỉ? Purple. A picture? B. Purple. Purple. B. Purple. Oh. Purple. B. Purple. Câu hỏi là what letter? Okay, what letter? Các bạn sẽ phải trả lời cái letter. Đây là cái phần chữ cái đó, okay? Mọi khi cô đánh số, cái hình nó bằng số, đúng không? Bây giờ thì cô thay bằng chữ. Cô hỏi số thì là what number? Số nào, đúng không? Nhưng bây giờ nó là chữ thì sẽ là what letter?
What letter? All right. Here we go. Next. Pink. What letter is pink? Letter? B. B. Pink. B? B or D? D. Pink. B. Pink. Chúng mình hiểu chưa nhỉ? Letter ở đây. Cái phần letter ở đây. Đáp lên. D. Letter. D. Letter. Pink. Pink. Letter D. Letter D. Letter D. Pink. Letter D. Pink. Gray. 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 What letter is gray? I. What letter is gray? I. A. Okay. A. I. A. Right. I right. Tôi có hỏi từng bạn nhé. Có bạn đang ngáp đó. Brown. I right. Okay. Chị Kiên. Chị Kiên. Brown. Brown. What letter is brown? What letter is brown? Cái nào nhỉ? Chữ cái nào là brown? Màu brown đây này. Brown. B. B. Okay. B brown. Nào người đó. Thảo Nhi, let's go. Thảo Nhi này. Green. Thảo Nhi ơi, green. F. 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 Good job. All right. Ngọc Thắng. Orange. Orange. What letter is orange? Orange. What letter is orange? Letter? Orange. Letter E. E. Chữ cái E đúng không? Là màu orange. Câu hỏi chữ cái nào là màu orange? Chữ cái E. Ok. Ngọc Thắng say E. Orange. E. Orange. Good job. Okay. Thank you. Here we go. Next. March. Let's march. Chúng mình nói nhé. March the picture with the word. Chúng mình nói nào. Green. Green. B. Green. B. Green. Green. Okay. Now brown. Green. Brown. What letter is brown? Hộp chữ nào là brown? What letter is brown? Brown. Brown. Okay. B. 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 Brown. B. Thôi, có nhiều brown. Bạn. Okay, let's say. Chúng mình đọc chữ trước nhỉ. A. I. B. Green. B. Green. C. Purple. 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 D. Brown. Brown. E. Pink. Pink. F. Gray. F. Gray. 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 Brown. 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 B. Brown. B. B. Okay. Next. Gray. Gray. F. Gray. Gray. F. E. I. N. Purple. C. Purple. C. C. Purple. Orange. A. Orange. A. A. Orange. Next. Pink. Pink. Next. Pink. E. Pink. Hải đang đừng vẽ lên nữa. Thôi chơi game nữa. Em vẽ con. Thế rồi nè. Mua về em vẽ. À không phải, ok, cô xin lỗi. Alright. Thank you. Here we go, giờ chúng mình nhá. Bạn nào chọn sai. Jump, 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 jump. Ok, here we go. Jump, 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 jump. Nhớ hình này, nhớ hình. Cô hiểu ý cô mà. Nhớ hình này. Ok. Orange. Okay. Right. Cô đưa ra cô phải tên xoài mà là cô green. Đây là mango. Pink. Brown. Brown. Purple. Pink. Giờ này tập trung.
Here we go. Next. Purple. What number is purple? Five. Mà số mấy là màu purple? Con nói to lên. Số 1. Số 1 ư? Nhiều bạn chọn số 5 vậy không? Ở số 5 chắc nhé. Number 5. It's purple. Yeah. 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 À, Ngọc Thắng ơi. Số 1 là orange đúng không? Ngọc Thắng sẽ là bằng chẳng. Hôm nay con chọn sai rồi, đứng dậy nhảy nào. Jump, 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 jump. Con nào bên jump. Đứng dậy nhảy 5 lần con. Chưa. Chưa. Jump, 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 jump. Ok, good job. Thank you. Next. Tiếp theo nhỉ. Jump. Cô chơi bài như thế này nha. Cô gọi từng bạn. Jump. Bạn nào chọn sai nhảy luôn nha. Rồi cô gọi chị Kiên đầu tiên nhỉ? Và chị Kiên, brown. What number is brown? Brown. Chọn luôn. Four. Good job. All right. Nhớ giỏi cực luôn. Ok. Khải Minh. What number is orange? Three. No, stand up and jump, yeah! Jump. Okay, Thảo Nhi, what number is orange? Số nào là orange nhỉ? Yeah. Number one? Okay, one, good job, yeah. Ngọc Thắng này, Ngọc Thắng. What number is pink? Pink, six. Ngọc Thắng. What number is pink? Ngọc Thắng nhỉ? Có bạn nhắc rồi đấy, number 6, pink, ok, 6, pink, số 6 là màu pink, ok, có bạn nhắc nha, cảm ơn nè, thank you. Hải Đăng, what number is gray, 2 or 3? Number 2, ok. Wow, good job. Ok, bây giờ bạn nào có thể nói cho cô được là what color is number 3? Số 3 là màu gì nhỉ? Số 3 number là màu green. Ok, trời ơi, các bạn nhớ giỏi thật đấy. Giỏi cực luôn. Cô không nhớ luôn ạ. Alright, very good. That's green. Okay. Thank you so much. Here we go. Mình học xong phần câu nhỉ? Sáng gì? Mình đã chơi màu chơi vẽ bao giờ chưa? Tập vẽ bằng màu sơn bao giờ chưa? Chưa. Sơn nước này. Chúng mình nhìn nhá, nhìn cách pha màu nhé. Nhìn trộn màu này. See, listen and say, then practice. Blue and yellow make green. One. Blue and yellow make green. Yellow make green. Two. Blue and red make purple. Blue and green. Three. Red and yellow make orange. Red
Red and yellow, orange. Red and white make pink. Red and white make pink. Five. Black and white make gray. Black and white make gray. Six. Red and green make brown. Chúng mình nhìn thấy không nhỉ? Number one, màu yellow and màu yellow. Blue make blue. Tạo ra màu gì nhỉ? Make make green. 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 Okay, now yellow and red. Red. Make orange. Make orange. 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 Wow, hay thật đó. Red and red. And brown. Make bè. Brown. Bè. Green. Bè. Make green. Make green. Okay. Black and white. Make gray. 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 Okay. Gray. Red and red. White. 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 Make yellow. Pink. Make pink. 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 Blue and red. Blue. Make red. Purple. 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 Hay quá, cô gọi từng bạn đọc nhé. Trời ơi, đây là kiến thức vô cùng hay luôn. Ok, Thảo Nhi go first. Thảo Nhi nhé, Thảo Nhi. Thảo Nhi number 6. You say? Brown. Red. Green. Con phải nói cả câu luôn nhé. Brown and red make green. Brown and red. Red and green. Make tạo ra. Make. Cô mắng gấu ơi. Sáng rồi. Hả? Sao? Trời ơi, sáng lại cái mình được màu nâu. Ôi nha. Cô xin lỗi. Cô nhìn nhầm. Sorry, đúng rồi. Màu đỏ, màu red và màu green make brown. Sorry, thank you Hải Đăng so much. Here we go. Chúng mình ơi, từ tạo ra sẽ là từ make. Make. Này này. Make. Ok. Nha, đây. Everybody say blue and yellow. Make green. Green. Okay. Rồi nhá, Thảo Nhi ơi lại nhé, cô xin lỗi. Okay. Cô nhìn nhầm cách pha màu nhé. Okay. Thảo Nhi say red and green. Make make. Brown. Brown. Good job. Đúng rồi. Very good. Next. Ngọc Thắng. Ngọc Thắng. Red. Con bật tiếng lên Ngọc Thắng. Sau Ngọc Thắng sẽ là Khả Minh nhé. Tự động bật tiếng nhé. Ngọc Thắng nào bật tiếng lên con. Quick, 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 quick. Nhanh con ơi, không hết giờ đó. Okay, Ngọc Thắng say red and red. Màu gì đây? And what color is it? Yellow. Red and yellow make orange. Orange. Good job. Okay, thank you. Next, Khải Minh. Các Khải Minh sẽ là chị Kim nhỉ? Khải Minh, here you go. Mình vẫn không bật tiếng. Bật tiếng lại nào. Nha. Okay. Blue. Yellow. Make yellow. Green. Make green. Okay. Chị Kiên, bây giờ mới đến lời con này, chưa đến lời con đừng nói nha, ồn các bạn. Hiếu cầu. Chị Kiên say. Blue.
blue and red. Red and red. Make. Red. Make. Red. Make. And purple. And purple. Okay. Good job. All right. Thank you, Hải Đăng. Hải Đăng, here you go. Hải Đăng bật tiếng đâu con? Quick, 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 quick. Hải Đăng say? Red. Red and white mark pink. Pink. Okay, good job. Rồi, còn một màu cuối cùng cả lớp cùng nói nè. Let's say. Black and white make Black and white, gray. Okay, good job. Here we go. Here we go. Đứng như ổn đi cô. Mình chơi trò này nhé. Trả lời để được điểm nhé. Ok. Các bạn chọn điểm nào nhỉ? Được chứ? Chọn cục vàng to nhất. 50. Ok. Chọn cục vàng to nhất nhỉ? Here we go. What color is it? What color? Chọn điểm 10 đô la. Chúng mình đoán này. Không tham lam. Brown. It's brown. Brown? Really? Brown. Okay. Red. Hải Đăng. Hải Đăng 150 điểm nha. Let's say. Everybody say. It is brown. It is brown. It is brown. Okay. Red. Red and green. Green. Red. Red. Brown. Brown. Okay. Next. Rồi, bạn nào chọn tiếp red. Đi. Ngọc Thắng, ok. Ngọc Thắng chọn số bao nhiêu? Con chọn số 100. Ok. Alright. Bạn nào, bạn Thắng có trả lời không con đúng? Con cũng tham lam như thế không? Con chọn 20 đô la. Thắng trả lời đi. What color is it? 20 đô la. Red and yellow, Meg? Green. No. Thảo Nhi, bạn nào trả lời được sẽ được điểm nè. Từ từ Hải Đăng 150 điểm rồi, không trả lời nữa. Đợi các bạn đã. Sao gì nhỉ? Green. Nghĩa là green. Green, no. No. Green đâu? Thảo Nhi nghĩ, con nghĩ vào gì nhỉ? Black. No. Purple, no. Chị Kiên. Ok, Hải Đăng đi, Hải Đăng. Red. White. Orange. Okay, orange. Red and yellow make orange. Next. Tiếp nhỉ? Ui, Hải Đăng, 150. Với 100 là 250 điểm. Yeah. Các bạn ơi, 50 nhỉ? Bạn nào trả lời nhanh? Con. Ok, bạn nào trả lời nhanh là được. Now, black and white. Black and white. Gray. Gray. Rồi, cô không cho Hải Đăng trả lời nhé. Để cho bạn các trả lời. Cải Minh, good job. Great. Rồi. Ok. Next. Cải Minh 50 điểm nhé. Bây giờ còn 10 điểm và 20 điểm nào. Ngọc Thắng, Thảo Nhi nào. 20 điểm nha. Ngọc Thắng, Thảo Nhi nha. Dành cho hai bạn nha. Thảo Nhi này. Ngọc Thắng này. What color is... Không, vẫn màu đấy vậy. À không phải, màu khác rồi. Red and white. Màu đỏ và màu trắng sẽ tạo ra màu gì nhỉ? Red and white.
gì đựng màu áo con đang mặc đây, Thảo Nhi ơi? Pink. Pink. Okay, it's pink. All right. Red and white make green. Thảo Nhi, 20 điểm. 20 points for you. Okay. Cơ hội cuối cùng cho Ngọc Thắng đây. Ngọc Thắng trả lời nhá. Để lấy 10 điểm nhá. What color is it? Màu gì đây nhỉ? Blue and red make. Màu blue và màu red make. Ra màu gì được nhỉ? Oh my god. Yellow. Yellow? Are you sure? Can you say yellow? Are you sure? No. I don't think so. It's purple. Ngọc Thắng. Purple. Ok, Ngọc Thắng nói to lên nhé. Vậy là 10 điểm đã thuộc về Thảo Nhi. Ok, Thảo Nhi, you got 30 points. À, Khải Minh. Khải Minh. Khải Minh bao nhiêu điểm nhỉ? 50? 50. 50, ok. Còn Hải Đăng thì? 250. 50, ok. Ngọc Thắng đâu rồi? À, Ngọc Thắng ơi, lại đây Hải Đăng chia điểm cho nè. Ok, thank you. Wow, chúng mình học xong rồi nhé. Goodbye, Mango. Okay. Bye. Thank you. Goodbye. Bye. 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 Bye